Yeah, xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang đi ăn. Thì mình sẽ đi ăn mì lá cây. Mì lá cây. Hồi bữa mình ăn I Love Phở. Bên này thì bữa nay mình sẽ ăn mì lá cây. Seafood restaurant. Ok, vô thôi. Ăn cái chặng này là xong là mình đánh về Saint Louis luôn. Trước mặt của các bạn là mì lá cây authentic Vietnamese cuisine, có nghĩa là món ăn Việt Nam chính gốc. Nhưng mà gốc nào thì mình không biết, mình phải vô ăn thì mình biết. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ vô Vietnam. Vietnam mì lá cây thì mình kêu nước sâm lạnh uống đó các bạn. Cũng đã lâu rồi mình không uống nước sâm lạnh rồi. Bún đậu mắm tôm kìa. Bún đậu mắm tôm. Hủ tiếu, cơm, bạn muốn cơm không? À. Cơm bò lúc nắp, cơm tấm, broken rice, cơm sườn bò đại hè, cơm chiên, bún bò Huế và bún riêu, bún chả, bò chay, mì xào già, mì xào trộn, mì xào đặc biệt, bò bảy món, bò trong dâm, bò là lớn. Mỗi bò thái chanh, mỗi bò em nhảy lên ăn thử gì nó cay đây à. Ừ, ngon không? Gỏi bò thái chanh. Tới mì lá cây thì ban mì lá cây đúng không? Bánh xúc bánh đan. Mì xin mại, cái mì đậu hũ. Mì xào bò, mì xào nướng nem nướng thấm, nướng nem nướng chả giò. Đó chỗ là một cái mì chỗ ngon đó, nhỏ vậy nói đó. Bên kia, cơm kìa, cơm chiên bên đây. Bún ngọt mì lá cây. Nước sâm với lào các bạn ơi. Trời ơi. Lâu rồi mình không muốn nước sâm với lào các bạn. Sâm với lào. Tại vì ngon hơn sâm tào lao. Bên Mỹ không có bán mía lào. Ngày nóng. Đó, đây là trang trí sơ sơ của quán mì lá cây. Ok các bạn ơi, thì trước khi mì lá cây ra thì họ sẽ đem rau ra. Ở bên Mỹ thì rất là ít rau, có xả ớt nè. Mình giống như mình đang đi dọc đường mà mình ghé cái quán đó, mình ghé vô đây mình ăn cái đã. Cả nước mắm nè. Thì bên Mỹ thì không có rau phong phú giống như bên Việt Nam. Cho máy chị. Ok các bạn ơi, ăn đi mẹ, nó hỏi gì thôi ăn nè. Chào mời chị. Vietnam hả chị? Oh. Vietnam là tên em say rồi. Để quảng cáo cho chị chứ. Vietnam. Giữ cái đó này. Bạn thấy mặt mã chưa? Rồi nè. Đây nè, đây nè. Không phải mì lá cây á, mà bỏ số điện thoại vô, bấm số điện thoại vô. Việt Nam không? Không, mì lá cây vẫn là mì lá cây. Đó bấm chữ Việt Nam mà. Không. Bỏ số điện thoại vô. Hả? Bấm số điện thoại vô đây nè, bấm nha. Trả lời ta. Đó, 7, 8, 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
243 5921 rồi vẫn tiếp đi không các bạn đó xong rồi rồi lại tốt quá có rồi rồi đẹp sao vậy sao thì là có chuẩn bị ok ok các bạn ơi thì bánh khọt ăn đi ra bánh khọt đã đem ra rồi thì mình sang bánh khọt à, ở đây thì có dưa chua là đó hành nè bây giờ mình sang ăn với mì ok xà lông ok gì thank you ok các bạn ơi thì mình vừa có bánh khọt nè sò lông và mì la cây thì bây giờ mình sẽ ăn thử nhé các bạn bây giờ mình sẽ ăn thử mình sẽ ăn thử cái này bạn ăn coi phim mình ô bánh khọt giòn bỏ gà vô đây còn với salad ăn đi ba quá rồi ăn mấy đi quá nhiều quá rồi mẹ ăn đi mẹ ủa tôi mì la cây bỏ trong này nó có cơm cuốn luôn bóp lại cuốn xin xem thế nào nó chìm giòn á ha không ăn gọi mình hả gầm nè gầm nó ăn tủi cái này là Việt Nam lòng nướng không có cần ra mấy cái đi đây ăn con mì la cay đúng không Việt Nam là Việt Nam bây giờ đó là Việt Nam rồi quan tiện nhưng mà món đặc trưng ở đây món là mì la cay món của quán là mì la cay cái đem mà thử vô ngon không nào ba thử con ăn con mình báo con ăn à biết rồi, rồi lớp ăn quậy nhỏ này mà nướng thôi, nướng ngon lắm. Nướng ăn nè. Ăn cơm ăn sướng. Này cũng đâm được không? Lớp chưa? Lâu rồi lâu. Ba mình hãy luôn nước ngọt qua thử nhìn coi chắc đi đi biết sống để cầm một chiếc chiếu đi để chúng nói cho nổi thử cho buổi ăn bánh khọt ăn gì vậy mà ngon ngon mẹ nè chiến thủ vừa tới một chiến thủ vừa tới ngồi mẹo ơi kỳ vậy mở vô cho mẹo ơi không chua ok ra thôi chua dầm dầm với cây Ngon quá các bạn ơi.
Còn ăn cho nó bổ máu. Này nó nướng cồ quá, tập máu rồi đấy cậu. Các bạn ơi, đây là mì lá cây nước, mì lá cây nước và mì lá cây khô, gồm có bánh nè, đó, rồi có chén súp nữa. Thank you. Okay. Gạo nữa. Giờ mình thì ăn mì lá cây nước, mình ăn mì lá cây khô. À. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình chỉ thức mì lá cây thôi. Cái mì nó chọn có ngọt nhằm ăn thử cái khôi của mình. Ăn bỏ cái giấc mì của chiếc bì khô bằng đẹp. Bì khô nó ngọt à. Bì khô nó ngọt. Bì khô nó ngọt. Có một cục lá cây này, nó dùng mày. Dạ.
Giờ gà giờ mình khấu các bạn. À, ăn được. Mình bố bây giờ YouTube là mình bố nổi tiếng rồi. Dạ, à, YouTube đó. Cái này của người Hoa. Dạ, cái món này là của người Hoa. Ờ, người Hoa quận 5. Bây giờ mình làm thì em là người Việt, nhà từ miền Nam, cho nên mình đổi, tại vì cái nước này hồi trước ăn nó rất là mỡ, dầu mỡ nó ghê quá. Đúng người Hoa có đổi cô là ngưng. Dạ, sau này bắt đầu mới đổi mà nấu theo cái chuyện của người Việt Nam ăn hóa khổ với không. Cho nên bây giờ bắt đầu bỏ thêm rất là nhiều ăn, nhặt bỏ bớt những cái món mà cảm thấy không có cái màu. Anh chơi thì nhân lì thấy á. Ok, thank you. Ở đây còn nhiều món mà khách hàng ở đây rất thích. Ví dụ như hồi nãy mà mình có gọi xào lông với bánh xe bánh khọt. Bánh khọt là hai cái món mà mình gọi là popular ở đây khách thích nhất. Có như là bây giờ có những người thích là ở dưới xa á, họ muốn ăn là còn phải chạy lên đây rồi. Rồi bún bò Huế thì bắt đầu khách cũng rất là thích. Khách nói là có những người khách từ họ chưa trà chạy xuống đây hàng tuần thì đây ăn món bún bò Huế. Chúc chị thành công. Thì mình mới nói chuyện với chị chủ xong, các bạn chị chủ rất là vui vẻ, rất là thân thiện. Mọi người miền Nam, mọi người ngọt xong. Thì cái tiệm này là trước tiên là của người Trung Quốc họ làm, nhưng mà họ làm ăn không được cho nên họ bỏ các bạn. Giờ chị chủ này đã sang lại, cho nên chị chủ này nấu của người miền Nam của mình. Nói cái mì xíu xíu còn ngon hả? Không, giống như mình chọn một hôm. Đây đa số nhà bên Mỹ họ nấu á, là họ nấu theo kiểu công thức gọi là ăn ăn cho lẹ, vậy nó không có đậm đà nữa. Không ăn cơm mà ăn mắm ngon. Đó rất ngon các bạn, các bạn nhớ nhá, mì lá cây. Không biết đuổi lên cho nó coi đi. Trời ơi, cái bằng đây. Rước cái đồ luôn. Mì rất là ngon, gà chiên cũng rất là giòn, nước mắm làm cũng rất là đậm đà của người miền Nam của mình. Bà hai ông chợ gà chiên ngon. Cái bờ lết, bờ lết.
Cái khi xong rồi gà khô ra còn lóng mỡ nè. Gà khô mỡ. Mấy bạn được không? Good. Con rất con. À ha. 10 điểm không? 9 điểm. 9 điểm rưỡi. Con thấy ngon. Good. Ở đây nấu ra rất là ngon các bạn. À, mì thì họ chọn một cái nước sốt giống như là nước sốt dầu mè. Rất là thơm các bạn. Thơm mùi dầu mè. Dầu hào. Hả? À, cái bánh này thì họ bỏ con tép ở trên chứ không phải con bò tôm. Tại vì các bạn muốn tép thì nó ngon hơn con tôm. Ăn nó thơm hơn. Tại vì các bạn ăn bánh khọt hay bánh xèo, các bạn bỏ tép vô thì nó thơm. Bỏ tép. Có nhiều người có nhiều chỗ họ làm biến, họ bỏ con tôm vô là sai, các bạn sai bài bản nhé. Thì con tôm nó bỏ đây anh ăn, mặc dù con tôm nó bự hơn nhưng mà ăn nó ngán. Rất là ngán. Đó. Thì như vậy là mình đã ghét không nhỉ? Cảm ơn em. Em lo bóc. Dạ dạ. Chào chị. Đồ ăn ngon quá chị ạ. Okay. Vì vậy thì mình sẽ kết thúc video tại đây. À, bây giờ mình sẽ chạy về Saint Louis nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Thì nếu mà các bạn có ghé đây mà muốn ăn mì lá cây thì đó là một lựa chọn 99 đấy. Nhưng mà làm sao mà các bạn tới đây họ sẽ không gọi là mì lá cây nữa mà sẽ gọi là Vietnam nha các bạn. Vietnam. Mình là mình ăn hết không nổi tô này rồi các bạn ơi, ăn để biết mùi vị thôi. À, dưa chua thì làm cũng rất là ngon. À, nước mắm làm cũng rất là ngon luôn. Đó. Giờ mình bữa nay ăn hết tô là biết ngon rồi đó. Cứt cứt. Cứt. Thì đây là nhà hàng Vietnam các bạn nhé. Authentic Vietnamese Cuisine. Vietnam. Ok các bạn ơi, đây là chị chủ của mì Vietnam. Đây, hello. Thì nếu mà các bạn có ghé ăn thì ghé mì Vietnam các bạn nhé. Chị chủ này rất là vui tính. Đồ ăn ở đây là không kem anh chị. Dạ, đồ ăn ở đây không có bột ngọt các bạn. Ok. Đồ ăn anh chị đó. Dạ. Sau này có ai tới chị hỏi có biết nhân lì không nhé. Nhân lì. Ok. Ok các bạn ơi, thì chị chủ ghé, chị chủ chào mình, nói cảm ơn mình đã ghé thăm. Tại vì chị chủ này mới lấy cái nhà hàng này có 2 tháng rồi. Tại vì hồi xưa cái nhà hàng này gọi là mì lá cây đó, bây giờ là đổi thành Vietnam các bạn thấy không. Có nhiều khi á, người ta không muốn đổi cái tên này, tại vì cái tên này nó đã nằm ở trong bản đồ và người ta đã biết nó lâu rồi, cho nên chị chủ này không muốn đổi. Ok, đổi nữa, đổi cái bản này cũng tốn 5.000 đô các bạn. 5.000 đô. I love you phở. À, bên kia là I love you phở. Ok.
Bây giờ mình đi về, kết thúc một chuyến đi các bạn ơi. Kiến anh trên đây nè.